Sao? Tuy xuất gia thì cũng thấy Chúa là nhờ nó coi giùm mình có ra sao, phải không? Đó là cái mà thiệt ra chẳng những không nhiếp phục được nó mà bị nó nhiếp phục lại mình. Đó là cái chuyện mà tôi nói ma ma ở bên ngoài. Thành thử là chữ ma quân của nhà Phật á, nhiều người họ hiểu một cách cạn kệt, tưởng rằng ma là những cái gì có nanh có dúc, nó có thể là nhát mình sợ, hoặc nó có thể là đêm hôm nữa nó chụp hồn mình vân vân, tưởng như vậy là ma. Chứ nhà Phật nói thì không phải vậy. Nhiếp phục ma quân là những cái bọn ma nào? Tức là nhiều thứ ma lắm, mà bây giờ tôi kể đơn sơ chừng hai thứ thôi. Một cái thứ thứ nhất á, gọi là nội ma. Cái thứ nhì á, là ngoại ma, tức là ma ở trong và ma ở ngoài. Ma trong là ma gì? Ví dụ như mình đang ngồi thiền, nói rằng nhiếp tâm thanh tịnh, lúc đó nó chụp nó nhớ hồi nãy sao người ta nói câu đó còn nặng quá, khi nãy vừa nhớ cái đó thì sao? Đó là ma đó, phải không? Ma là nó kéo nó làm cho mình mất cái thanh tịnh, thì như vậy đó mình liền lôi nó trở lại, không cho nó nghĩ nữa. Đó là nhiếp phục ma, nội ma, phải không? Ngoài ra, ví dụ mình là người tu, đối với tài sản bất hợp pháp không có phải là tịnh thí là mình không nhận. Giả sử mình bây giờ đi ngoài đường thấy người ta làm rơi cái bóp, rồi tò mò mở ra coi cái gì, mở ra sẽ thấy tiền nhiều quá, cái lúc đó nghĩ sao? Thì của đó không phải họ cúng cho mình thì tức là không phải tịnh thí. Mà nếu mà lượm á, thì sao? Không phải tịnh thí mà lấy, tức là coi như bất hợp pháp mà phạm tội tham lam. Nhưng mà là thấy nó nhiều quá, cái lúc đó để xuống mà rồi cũng không muốn đi. Thì như vậy, trong khi mà nó giằng co đó, cái nghĩ là bỏ đây sợ mất uổng này kia kia nọ đó, thì vừa nghĩ những cái đó thì mình liền nói à, cái gì người ta cúng mình mà hợp pháp mới nhận, còn cái nào phi pháp thì dầu cho trước mắt cũng không thèm để ý. Đó, mình quở nó cái thôi, dứt khoát đi, không thèm ngó ngoái lại, thì đó là nhiếp phục được ma tham, phải không? Còn nếu mình tu không chọc ghẹo ai, bất chợt đi ngang nghe mấy đứa nhỏ nói sao? Như thầy chùa nấu canh chua rồi chứ chân đó. Thì lúc đó sao? Tức là nổi nóng lên liền chứ gì, phải không? Có lắm người nghe nói vậy thì họ nổi nóng lên. Rồi có người thì hơi bình tĩnh hơn thì lại nóng cổ hỏi chứ mày có ai. Còn nếu mà chúng ta vừa nổi nóng vừa thấy nó hơi bực bội trong bụng rồi thì liền nhớ cái bực bội là vậy, nghĩa là mình là nhất định không sân, mà tại sao nó nói chúng mình sân, thôi dằn xuống không cho nó sân nữa, bỏ đi, thì cái đó là nhiếp phục được con ma sân, phải không? Còn nếu không thì nó nổi nóng lên cái rồi nó làm bậy làm bạ hồi cái hư đó. Đó là những cái chuyện mà tôi nói nội ma. Thì như vậy cái nội ma đó đó là những cái gì mà làm chướng, làm trở ngại, mất cái tâm thanh tịnh an lành của mình, thì tất cả những cái đó đều gọi là ma. Cho nên chúng ta ngồi thiền coi như im lìm, mà chính lúc đó là lúc lúc gì? Lúc tranh đấu với ma quân kịch liệt đó, phải không? Một trận giặc, mà trận giặc mà im lìm không ai thấy. Chính ngồi đó là ngồi đánh giặc chứ đâu phải ngồi thường, mà người không ai thấy, coi như mình ngồi chơi thong thả quá. Chứ không ngờ đó là một cuộc tranh đấu, một tranh đấu hết sức là giằng co. Ví dụ ở ngoài họ đánh giặc, họ cầm binh đi tới thì họ biết là giặc ở đâu, bao nhiêu người tới đó, thì họ có thể là thấy giặc, họ có thể họ chém giết nhau được, bắn giết nhau xong. Còn mình, cái giặc của mình nó không biết núp ở chỗ nào, hơn là du kích quân nữa, thấy không? Không chỗ nơi, không có căn cứ gì hết, nghĩa là miễn hở cái nó nhảy ra, hở cái nó nhảy ra,
Cho nên cái giặc đó là giặc thiệt là khó. Chiến đấu nó thiệt già dặn mà cũng không biết nó là bao nhiêu nữa. Nó cứ bao nhiêu hồi đời quá khứ gì la hay dầu không biết là bao nhiêu. Ngồi lại hở cái là nó nhảy lên. Chuyện mới có, chuyện cũ có, đã qua có, chưa tới cũng có nữa. Cứ như vậy nó kéo dài hoài, thành ra phải gan dạ mà chăm hẳm nhìn nó, không có lơi một phút. Lơi một phút là nó đã chiếm mất cái vị trí của mình rồi. Cho nên cái tranh đấu đó thực là tranh đấu giằng co mà hết sức là dai dẳng. Nó là tranh đấu cả đời, không biết xong chưa đó, chứ không phải là tranh đấu một ngày, hai ngày. Vì vậy mà hồi xưa có một vị họ giải thích ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có dẫn một câu, đó là sức gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi. Nghĩa là người xuất gia đó chẳng phải việc làm mà của các ông tướng văn tướng võ làm được. Mà thì như vậy đó, cái người xuất gia làm đó là còn hơn là các cái ông tướng cầm binh đó. Như vậy đó chứ không phải là thường. Thế mà người ta coi cái đời xuất gia quá là tầm thường. Nên quý vị hiểu cái chỗ đó rồi mới thấy cái ngồi im lặng chừng nào là một cái khó khăn chừng đấy. Nhiều khi mình sáng xách dù đi ra xóm vận động về các cái chùa, rồi ngày nay ngày mai 3-4 tháng làm cái gom được số tiền cất được cái chùa nhỏ nhỏ, thấy cực thiệt đó, đi cũng toát mồ hôi này kia vậy. Nhưng mà cái đó có thiệt cực bằng của quý vị ngồi thiền mà tranh đấu với cái chú ma của mình không? Thấy thì coi như mình ngồi im liệm chỗ, lắm người nói mình là tiêu cực, yếm thế, ngồi yên ăn của thí chủ, không lễ gì cho ai. Nhưng sự thật chính cái đó là một việc tranh đấu hết sức là gai go. Vì trong khi tranh đấu gai go cho nên phải ngồi có một thế thiệt vững, phải không? Vững để mà nhìn nó mới được, mới thắng nó nổi. Chứ mà còn hơi lơ mơ là nó cứ nó trào ra rồi riết mất quyền làm chủ. Cũng như là ông vua mà bị quân lính nó tràn lên ngay rồi cái thôi. Lúc đó không còn cái quyền của ông vua nữa. Vì vậy cho nên chúng ta cũng khôi phục cái địa vị của ông vua mình. Mình phải đánh đuổi hết cái bọn ma nó chạy ra ngoài. Thì như vậy đó, cho nên cái tư cách của người tu á, là cái tư cách mà nhiếp phục ma quân. Nhiếp phục bằng cách đó đó. Đó là tôi mới nói nội ma. Bây giờ nói tới ngoại ma. Ngoại ma thì có chia nhiều thứ ma. Nào là ma tử, nào là ma gì, ma ngũ dục, rồi thiên ma đó. Thì như vậy nội ma chúng ta thấy là một cuộc tranh đấu gay go hơn tất cả thứ ma bên ngoài. Sở dĩ ma bên ngoài mà nó có thể xâm nhập được cái thành trì gì, cái thành trì mà tâm của chúng ta đó, là bởi ở trong nó có nuôi những cái bọn ma ở trong, thấy không? Ở ngoài ví dụ như gặp ngũ dục, ma ngũ dục như là tài sắc danh thực thùy hay là tất cả những cái cảnh khác cũng vậy. Nếu ở ngoài thấy có cái cảnh là sắc mà ở trong không có con ma nhiễm sắc thì sắc là sắc, không làm gì ăn thua dính dáng với mình hết, phải không? Nhưng mà ở trong nó có một tí ma tổng à, cho nên ở ngoài có cái đối tượng rồi cái tổng nó chạy theo rồi ở ngoài nó xong nhậu vô đó, nó biến thành ma rồi nó làm cho mình chướng ngại. Vì vậy cho nên ma ngoài tuy là nhiều thứ mà không quan trọng bằng ma ở trong. Ma ở trong là cái ma khó trị nhất. Người nào trị ma ở trong rồi thì ma ngoài tự nhiên nó tiêu. Ma trong mà hết thì ma ngoài tự tiêu, chứ không có thành vấn đề. Cho nên nhiều người họ không hiểu, họ nghe nói tu thiền nhiều khi thấy ma nó hiện thế này, ma nó hiện thế kia, rồi cứ sợ, cứ đâm thắc mắc không biết ngồi thiền phải học cái bùa gì, câu chú nào để ma tới mình trị nó, chứ để đây thì nó tới nó ám hại mình thì sao. Cứ lo cái điều đó. Nhưng đối với chẳng những là Đức Phật mà tất cả hàng môn đệ sau này cũng đều
dạy một lối không khác. Chúng ta đừng sợ ma bên ngoài, mà chúng ta phải sợ ma ở bên trong. Nếu ma bên trong chúng ta làm chủ được thì không có ma bên ngoài nào mà hại chúng ta được hết. Tôi ví dụ từ cái con ma sống đến con ma chết, rồi đến ma thiên. Ma sống là như nãy giờ nói ma ngũ dục đó, tài, sắc, danh, thực, thùy. Mà nếu trong lòng mình không còn có nhiễm ái, không còn tham tiền bạc, không còn tham ăn uống, không còn tham ngủ nghỉ, thì mấy con ma tới rủ mình được không? Tự nhiên không bao giờ rủ nổi. Thì như vậy đó, tất nhiên lòng tham lặn xuống thì tất cả những con ma đó được hết. Rồi bây giờ tới như là ma chết. Ma chết tức là gọi tử ma, là những con ma mà nó phải làm cái nghiệp ngạ quỷ. Có khi nó cũng nhiễu hại người tu, nhưng mà nhiễu hại bằng cách là khi chúng ta tu ở những chỗ vắng vẻ, hoặc nó hiện hình, hoặc là nó biến những cái tướng gì lạ để nó phá chúng ta. Thì điều đó, nếu khi thấy những cái tướng lạ, những cái hình quái, chúng ta phải làm sao? Tức là ở ngoài nó quái, mà trong tâm mình không quái thì cái quái nó tự hoại, phải không? Cái bài thơ đó là ai nói? Tức là ngài Tệ Trung thượng sĩ khi mà vô dự trong cái tiệc trai ở trong triều vua Trần Thánh Tông đó, ổng mới đưa ra cái câu hỏi đó. Thì khi ngài nói, ngài mới đưa ra cái đề tài mà nói rằng thấy quái mà mình không quái thì cái quái nó tự hoại. Thì như vậy đó là cái câu chuyện nói bên ngoài, còn thực tình ở bên trong á, thì giả sử như quý vị tu trong lúc ngồi thiền, nếu trước mắt quý vị thấy có một cái hình người mặt vài thâm, nanh dúc dài, vỏ tóc xõa đứng, thì lúc đó quý vị phải làm sao đây? Phải làm sao? Làm sao chị? Bắt ấn hay là đọc chú nào? Thì cái chỗ này thì quý vị nhớ kỹ cái câu chuyện tỵ ma của Đức Phật hồi ở dưới cội Bồ Đề. Quý vị nhớ Phật tỵ bằng cách nào? Phật có dùng ấn viết gì không? Có dùng thần chú không? Nghĩa là chỉ ma nó hiện đủ thứ, nào là hình tướng dị thường, đầu trâu mặt ngựa, vân vân. Mà tâm ngài yên tịnh không động thì ma mặt là ma hồi xấu hổ đi hết, phải không? Nghĩa tâm không động thì ma tự thua, còn tâm mình sợ thì ma nó thắng. Vậy chứ không có gì hết. Thì như vậy trị ma bằng cách trị tâm, chứ không phải trị ma không có hại. Như vậy tâm không động thì ma thua, còn tâm mình động thì ma thắng. Như vậy thì người nào thấy ma tới, lúc đó cứ mở mắt thì sợ, thôi chịu khó nhắm mắt lại. Nếu nhắm mắt lại mà cũng còn sợ thì nhớ tưởng thân này là không, tứ đại thể tánh là không, sáu trần ở ngoài không, thì mình và ngoài đều là không, thì cái gì mà hại được cái gì? Rồi mình tưởng hồi nó trốn mất, tự nhiên nó mất, chứ khỏi cần mà phải bùa chú ấn khuyết gì hết. Đó, thì như vậy để thấy rằng ma ngoài không liên hệ gì nếu trong tâm chúng ta không động. Sở dĩ mấy người ngồi thiền mà phát điên cuồng là tại sao? Trong khi ngồi, tỉ dụ như thấy ma hiện, cứ quảng lên, la lên cái là điên. Vì vì sao vậy? Phải ma nó nhập thành điên hay không? Phải không? Mà tại cái gì? Không phải sợ, mà vì khi ngồi thiền, quý vị để ý, đây là tôi chỉ có tu rồi mới có thấy. Lúc quý vị ngồi thiền, ngồi đang yên tĩnh, bỗng nhiên có ai đi đuổi tới, thì lúc đó nghe sao? Tim nó đập đùng đùng vậy đó, phải không? Nó làm một sức mồ hôi vậy đó. Thì như vậy tức là trong khi mình yên á, mà có một cái động tới với mình, thì cảm giác nó mạnh bằng 10 lần lúc mình đương ở ngoài động. Vì lẽ đó cho nên khi mà mình
đang ngồi yên mà vừa phát sợ lên cái thì nó kích động lên thần kinh, mà kích động thần kinh mạnh quá cái nó liền bị hư thần kinh, loạn óc. Đó là thành điên, chứ ma không phải chung cho mình, mà đó là cái kích động quá mạnh nên nó biến thể như vậy. Rồi cái từ đó thì sao, nói bậy nói bạ thành điên cuồng. Đó là trường hợp thứ nhất là sợ. Trường hợp thứ hai là mình cũng tương đương như vậy. Ví dụ cái gì đang ngồi thiền mà thấy ông Phật tới, ông rờ đầu mình, ông xa rồi ông an ủi, là ông mai mốt thành Phật, nghe nói gì cũng mừng quá, la lên tôi thành Phật này kia cái rồi cũng điên nữa. Thì như vậy Phật và ma hai cái đó, cái lợi hại khác nhau không? Có khác không? Nếu mà mình động tâm á thì thấy Phật thấy ma đều là bệnh hết, phải không? Vì vậy cho nên trong nhà thiền dùng cái câu phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma là lẽ đó. Rồi mới nghe họ thấy dữ quá, mình ngồi thiền là mình tu theo Phật mà thấy Phật mà giết Phật, nghĩa là sao? Là chỗ đó đó. Bởi vì nếu mình thấy Phật mà mình mừng á là gốc của điên, thấy ma mà sợ thì gốc của điên. Cho nên thấy ma thì tưởng ma là bóng dáng không thiệt là không, đó là giết ma. Thấy Phật tưởng đó là bóng dáng không thiệt, đó là giết Phật. Thì như vậy tâm mình yên tịnh, đó là mình tiến. Còn nếu thấy cái đó mà mừng và sợ, đó là gốc của đau, gốc của cuồng loạn. Thì cái nguyên tắc của người tu mà trị ma không có khác, không có lạ gì hết, chỉ chừng đó việc lạ. Vậy đó mà không biết thì đâm ra kinh sợ. Kinh sợ là gốc của bệnh. Cho nên thấy cái gì mình cũng vẫn an nhiên, nghĩa là nhất là thấy những cái cảnh mà nó cứ nó sờ sờ trước mắt hoài thì chịu khó nhắm mắt rồi tưởng, tưởng cái thân mình như ngủ quẩn vậy không đó. Rồi thân mình là hiện có đây, mình còn thấy là không, huống nữa là cái bóng dáng đó đâu có thiệt. Thành ra mình cũng tưởng nó là không, một hồi nó mất. Còn nếu mà mình ngồi thiền mà nửa tỉnh nửa say, đây là tôi thấy đại đa số người nói tôi ngồi thiền lát tôi thấy này lát tôi thấy kia, mà sự thật không phải. Vì ngồi mà lúc mà nó hơi mê mê, nửa tỉnh nửa say đó, rồi cái lúc đó cái những cái vọng tưởng nó dấy lên cái thành những chiếc chim bao, vừa dấy lên cái có những cái đối tượng ở ngoài, hoặc là thấy này hoặc thấy kia, mà lúc đó thiệt là đương muốn gạch đó. À, nếu mà thấy vậy cái chịu khó một chút, mở mắt sáng lên nó chạy mất. Đó là thấy của cái mơ chứ không thấy thiệt. Nó còn thực tình mà thấy ma thiệt, mở mắt vẫn thấy, thì lúc đó mình phải nhắm mắt mà tưởng. Đó là cái lối trị cho quý vị biết. Thì như vậy khi mà nói tới nhiếp phục chúng ma, chúng ta phải hiểu gốc là ma ở trong, tức là ma trong mà dẹp sạch rồi thì tất cả ma ngoài không còn quấy nhiễu chúng ta được. Thì như vậy dẹp sạch ma trong thì coi như chúng ta đã chinh phục được ma ngoài. Còn nếu ma trong mà dẹp không được thì dầu cho học bùa, học chú, học cái gì rồi cũng bị nó dẫn đi như thường, không có thế nào hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì học cái đó thì cái này nó còn cái khác, tức là mình trị được con ma thấp, ma cao hơn chút nữa. Rồi cứ vậy mà nó tới, nó thử mình hoài, mình chịu không nổi, mình dòng. Chỉ bằng cái trị cái tâm mình rồi nó tới mặt nó rồi, nó buồn tình nó đi. Thì cái đó là cái hay nhất đó. Thành ra cái chinh phục ngoại cảnh không bằng chinh phục nội tâm là ở chỗ đó. Mà người bây giờ hầu hết nói tới tu thì nói sao? Nói là chinh phục ngoại cảnh, làm được cái này, làm được cái kia, chinh phục được kẻ nọ, coi như là mình thắng. Mà không ngờ chính cái chinh phục mình mới là cái gây go. Mà ngồi thiền đó là cái chinh phục mình, phải không? Nên là quý vị ngồi im liềm, đó là quý vị cố chinh phục được những con ma ở trong nó đang giãy giụa đó. Nó giãy giụa, nó đương cố mà chiếm đoạt cái ngai vị của quý vị đó. Thì quý vị làm sao đánh bạc nó ra. Thì như vậy đó là quý vị chinh phục được mình. Mà chinh phục được mình thì tất cả bên ngoài mình đều thắng. Mà khi mình trấn nhiếp được ma quân rồi thì lúc đó mình mới có thể đem cái công đức tu hành này mà đền đáp được bốn ân. Bốn ân là ân nào? Theo hồi xưa thì kể trước là ân đất nước, quốc vương,
rồi ân cha mẹ, ân thầy bạn, rồi ân đàn na thí chủ đó. Thì như vậy chúng ta sở dĩ mà đền đáp được bốn ơn là do chúng ta nhiếp phục được ma quân, nối thành được cái dòng thánh mới có thể đem cái đó mà đền đáp được bốn ơn. Như vậy thì quý vị mà có lòng hiếu thảo, thương cha, mến mẹ, muốn đền ơn cha mẹ, không gì hơn là chính mình phải chiến thắng được ma quân với mình, rồi chừng đó mới có thể mà đem đó mà đền đáp bốn ơn được. Và những người thương xót chúng sanh muốn cứu độ tất cả đó thì cũng phải chính mình phải nhiếp phục được mình, rồi sau mới bạc tế tam hữu, tức là mới cứu giúp được chúng sanh trong ba cõi. Nếu mình không chinh phục được mình thì không thế nào đền đáp được bốn ơn, không thế nào cứu giúp được ba cõi. Vì vậy cho nên đối với tất cả người tu, khi nghĩ đến đền ơn cha mẹ, đền ơn đàn na thí chủ, nghĩ đến cứu độ chúng sanh trong tam giới, thì trước hết mình phải chinh phục mình, chiến thắng được nội ma của mình thì mới nói tới cái việc kế đó. Chứ bây giờ chưa có chiến thắng được mình mà lo làm việc này việc nọ đền ơn thì cái đền ơn ấy chưa chắc đã đến đâu, mà lại còn có thể làm phá hoại con đường tu hành của mình là khác. Đó là cái